Tập 4. Này, mẹ, chuyện gì thế này? Không sao, không sao, không sao. Sao lại như này? Ta nghe nói chỉ có người phải chịu oan khuất cực lớn mới đeo bám dai dẳng hiển linh khắp nơi. Này rốt cuộc là La Lão Gia hay là La Ái Liên? Nói dớ dẫn, người chết không thể gây ra sóng gió. Có ma, có ma. Cô ta quay về rồi ư? Hiển linh rồi sao? Ông tỉnh táo lại đi. Vị lão gia bị hoảng sợ, nó năng linh tinh khiến khách hoảng sợ. Còn không mau dựng máy đi nghỉ ngơi. Có ma, có ma. Thẩm tiểu thư, hôm nay nhà họ La xảy ra nhiều chuyện lạ. Để cô chê cười rồi. Chuyện làm ăn ta nghĩ để hôm khác hẳn bàn nhé. Cũng được, cũng được. La phủ. Thật đáng tiếc, tiêu vật hỏng hết rồi. Dù ta có muốn nhận đơn hàng này cũng không làm được rồi. Vậy ta xin phép cáo từ. Nếu không làm được thì xin Thẩm tiểu thư trả lại tiền đặt cọc. Khế ước đã ký quy định là không trả lại tiền đặt cọc. Thật là nực cười. Hàng còn chưa ra khỏi nhà họ La, cô muốn ăn không tiền của người ta à? Quy định là chết, người mới là sống. Vụ làm ăn này còn chưa ra khỏi cửa đã bị hủy bỏ, không thể xem là phá hỏng quy tắc. Cô nói có đúng không, Thẩm tiểu thư? Người đâu? Hôm nay nhà họ La liên tiếp có chuyện lạ, còn định lật lọng, giờ còn cậy đông hiếp yếu. Công khai giành của ta, bà không sợ đồn ra ngoài người ta cười cho à? Chuyện nhà họ La đóng cửa lại bảo nhau thì làm gì có ai biết được. Các người làm gì thế? Chỉ dựa vào hai người cũng muốn ngăn cản cả đám hội diễn chúng ta ư? Sao các người biết chúng ta chỉ có hai người? Cho dù tiêu sư nhà họ Thẩm cô huy động toàn bộ lực lượng thì đã sao nào? Cô tưởng nhà họ La ta sẽ sợ cô sao? Nếu không ngại thì phu nhân cho người ra con hẻm ngoài cửa nhìn là biết ngay. Mẹ, đừng như lời với cô ta. Đi cướp lại ngân phiếu là được. Con khốn, dám giỡn mặt với chúng ta à? Đưa ngân phiếu đây. Kẻ nào dám cử động? Tất cả đứng yên. Mẹ, cô ta đánh con. Thực sự xin lỗi, chỉ là phản ứng tự nhiên của người học võ thôi. Phu nhân, Tam tiểu thư, đám tiêu sư ngoài hẻm vừa gặp chúng ta liền bán một thứ giống như là pháo hoa, không biết là có ý gì nữa. Không giấu gì hay gì, Trình Từ Phong từ tướng quân đang vận chuyển cho nhà họ Thẩm ta, còn cho chúng ta một đạn tín hiệu, nói là có bất kỳ rắc rối nào có thể gọi ngài ấy bất cứ lúc nào. Thẩm Đăng Thanh, cô hỗn xược cậy thế uy hiếp ở nhà họ La ta, không sợ ta đến quan phủ trị tội cô sao? Sợ chứ. Nhưng không phải bà cũng nói với ta chuyện xảy ra đóng cửa bảo nhau thì làm gì có ai biết được. Cô, đúng rồi, lần sau có chuyện tốt như vậy nhớ báo trước cho ta biết. Tiền thuốc. Cô. Mẹ. Cô đợi đấy cho ta. Không ngờ đám người nhà họ La lại cậy đông hiếp yếu. Cũng may đại tiểu thư của chúng ta tính toán như thần. Thật là đã. Khi đó đại tiểu thư nói khẽ với ta, bảo ta đi mua pháo hoa, còn nói gặp người nhà họ La thì lập tức châm lửa. Khi đó ta còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Quá ra đại tiểu thư đã có kế hoạch chu toàn đến như vậy. Đại tiểu thư của chúng ta sau khi khỏi bệnh càng toát lên vẻ oai phong. Thiếu chủ, bọn họ không rõ, nhưng cô đừng hòng giấu ta. Hôm nay cô đến nhà họ La hoàn toàn không phải để bàn chuyện làm ăn, đúng không? Chính ta đã trộm lệnh bài,
giả truyền mệnh lệnh. Mọi việc là do lỗi của ta. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ La? Giải thích rõ ràng, đầu đuôi ngọn ngành cho ta. Quỳnh nói đúng, ta đến nhà họ La hoàn toàn không phải vì vụ làm ăn nào hết. Ta biết bọn họ vội vã vận chuyển một lô men rượu, và đây chính là thời cơ tốt nhất để ta ra tay. Ta đã giấu sẵn bột lân trong tay áo, lấy lý do thắp hương cho cha ta, nhân cơ hội rắc bột lân ra ngoài, khiến nến trong từ đường bốc cháy. Bọn người La Quý Châu, La Xương Xương, Châu Thị làm việc xấu có tật giật mình, ắt sẽ sợ hãi. Chuyện gì thế này? Lâm Tiêu Sư, đây là một phần men rượu chúng ta vận chuyển đi lần này, bên này vẫn còn. Chỉ như này thì vẫn chưa đủ. Ta bảo Tần Tiêu Sư trong lúc kiểm tra men rượu sẽ rắc một nắm vôi vào mỗi thùng rượu. Vôi sinh nhiệt sẽ làm tăng tốc độ lên men. Lên men quá mức sẽ tạo ra vật biến chất màu đỏ. Nếu lên men đủ, nhiệt sinh ra sẽ làm dở thùng rượu. Mẹ con Châu Thị La Sương Sương không hiểu biết nhiều về chân cất rượu, hoàn toàn không thể ngờ đến. Còn La Quý Châu từng làm việc trái lương tâm, trong lúc sợ hãi ông ta không nhớ được gì hết. Làm vậy nguy hiểm cỡ nào cô biết không? Lần này có thể trót lọt còn không phải là nhờ may mắn sao? Không ai đảm bảo lần sau cô sẽ may mắn thế nữa. Cho dù cô không bị nhà họ La nắm thớt, liệu sao lần này bọn họ có để mắt tới nhà họ Thẩm không? Nhưng ta đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Sau khi bị ngạt khói, giọng nói cũng đã thay đổi. Hơn nữa còn, đừng nói thêm nữa. Sao nỗi ám ảnh trong lòng cô sâu sắc thế? Cô dẫn theo hai người Tần Tiêu Sư đơn thương độc mã xông vào nhà họ La, làm sao có thể đảm bảo hai người sẽ rút lui an toàn? Cô dẫn theo bao nhiêu tiêu sư của cả tiêu cục nhà họ Thẩm đến dẫn mặt nhà họ La, thì làm sao có thể đảm bảo sẽ không đem rắc rối cho nhà họ Thẩm? Chỉ vì mối thù riêng. Đúng thế, ta thừa nhận ta sống là để trả thù. Nhưng cũng xin huynh hãy tin ta, ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Cho dù cứ hy sinh tính mạng, ta cũng sẽ không làm liên lụy huynh, liên lụy cả nhà họ Thẩm. Hai người đang... Không có gì ạ. Ta đến để nói với ngài, vừa nãy Tần Tiêu Sư đã đưa Xâm Nhung, Thẩm tiểu thư nhờ người mua cho lão gia rồi. Quá ra cô ấy nghe thấy hết, còn đều ghi nhớ trong lòng nữa. Đại tiểu thư, vừa nãy thiếu chủ hơi nóng nảy, cô hãy thông cảm. Là ta nóng vội, chuyện này lỗi là do ta. Ta tiền trảm hậu tấu khiến ca ca lo lắng. Có điều này cô không biết rồi, an nguy của nhà họ Thẩm là nút thắt trong lòng ngài ấy. Nửa năm trước thiếu chủ phụ trách vận chuyển hoàng tiêu, nhưng ngài ấy nghe nói muội muội trúng độc cần truyền máu mới cứu sống được, bèn vội về ngay trong đêm cứu người. Nhưng đến lúc tờ mờ sáng về đến nơi thì ngài ấy phát hiện hoàng tiêu đã bị người ta trộm đi rồi. Thiếu chủ tự thấy có lỗi, từ đó lấy việc khôi phục vinh quang nhà họ Thẩm làm sứ mệnh, không cho phép nhà họ Thẩm xảy ra chút biến cố nào nữa. Ta hiểu rồi. Xem ra con đường trả thù còn nhiều chông gai, ta vẫn cần lên kế hoạch cẩn thận. Vừa nãy bất đắc dĩ để ông chịu ấm ức, đây là an thần tán, uống vào cho bình tĩnh. Ta thật là vô dụng. Vừa gặp men rượu giống như máu chảy khắp phòng, là lại nghĩ đến một vùng đỏ rực giống như đêm hôm đó. Chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa. Bây giờ phải làm gì mới được? Số tiền đặt cọc Thẩm đang thanh lừa đi không nhiều, nhưng làm hỏng men rượu tổn thất một số tiền lớn. Không kịp ủ rượu sinh thần cho Lý đại nhân, sẽ mất một số tiền lớn vi phạm hợp đồng. Phải vận chuyển ngay một lô lương thực đến, mau chóng ủ rượu bán đi để bù lại tổn thất của Cam Lộ Đường. Lần này thời gian địa điểm nhập hàng phải hết sức thận trọng. Ông biết, ta biết là được. Để an toàn, ông phải đích thân đi. Bà nghĩ chuyện hôm nay
có liên quan như nào đến Thẩm Đăng Thanh? Sao cô ta vừa đến lại xảy ra bao chuyện kỳ lạ như thế? Lẽ nào cô ta biết điều gì đó? Ta đã cho người đi điều tra lai lịch của Thẩm Đăng Thanh. Hồi trước cô ta còn là con bệnh sống dở chết dở, không biết dạo này uống phải thuốc tiên gì mà sống lại. Nhà họ Thẩm và nhà họ La cũng chưa từng qua lại. Cô ta không thể nào biết chuyện nhà ta được. Liệu cô ta có giao dịch riêng với Từ tướng quân không? Lỡ cô ta nhắn nhủ điều gì đó, bảo Từ tướng quân để mắt đến chúng ta, cũng là chuyện rắc rối rồi đấy. Cô ta cũng không có quan hệ gì với tướng quân. Vừa nãy đám tiêu sư nhà họ Thẩm bắn đạn tín hiệu, nhưng phủ tướng quân không hề có động tĩnh gì. Ta đoán không biết cô ta nghe ngóng tin nội bộ của phủ tướng quân từ đâu ra, muốn nhân lúc hỗn loạn lợi dụng nhà họ La chúng ta. Ta quyết không để cô ta sống yên. Vô uống thuốc đi. Hay, hay, ca ca giỏi quá. Cho dù là Từ tướng quân được mệnh danh là chiến thần, cũng không phải đối thủ của ca ca. Nói vậy là sai rồi. Nói đến phong thái và khí phách dương giả là phải nói đến vị thủ lĩnh của chúng ta. Đại ca, quá khen rồi. Đại ca, hàng đến rồi. Được. Đi, đi thôi, đi thôi. Những ngày qua, chúng ta đến khắp các sơn trại lớn nhỏ gần Liêu Thành, loại trừ nghi ngờ tất cả các nữ thổ phỉ cướp hoàng tiêu. Bây giờ chỉ còn lại mùi mùi của nhị thủ lĩnh là chưa bị điều tra. Cô ta là nữ thổ phỉ duy nhất trong trại, chưa từng lộ diện. Lát nữa ta sẽ đi hỏi thăm lai lịch cô ta. Nếu làm theo sách lược của ta, nhị thống lĩnh nhất định tập hợp được tất cả sơn trại lớn nhỏ Liêu Thành này. Đến khi đó huynh sẽ là vua thổ phỉ. Huynh đệ, huynh đúng là kỳ phùng địch thủ của ta. Có điều huynh nhiệt tình lên kế hoạch giúp chúng ta như thế, rốt cuộc là quyết định gì? Các người định làm gì? Nếu đã như vậy, ta sẽ nói thẳng ra. Nói đi, nói đi. Tiểu huynh đệ thiên hạo này của ta biết dụ mùi mùi của huynh, mưu trí cướp hoàng tiêu, thì hết sức khâm phục, một lòng muốn làm gì hôn phu áp trại của cô ấy. Ta đến đầu quân cho huynh chính là để xin cưới muội muội của huynh cho huynh đệ này của ta. Huynh đệ, huynh là vì chuyện này à? Chứ sao nữa? Ta thấy hơi lú. Nữ thủ lĩnh cướp hoàng tiêu mà huynh nói, ta cũng có nghe nói rồi. Nhưng người đó không phải muội muội của ta. Sao lại không phải? Ta nghe các huynh đệ của nhân sông Long Phượng Trại nói rồi, muội muội này của huynh ru rú trong nhà, ít khi lộ diện, chính là nữ hào kiệt cướp hoàng tiêu. Đúng đấy. Làm gì thế? Ngồi xuống. Ngồi đi, ngồi đi. Huynh đệ, không giấu gì huynh, muội muội của ta là người thọt, vì thế mới tự nhốt mình trong nhà, không chịu gặp người. Còn nữ thủ lĩnh mà huynh nói, chưa ai từng thấy khuôn mặt thật của cô ta. Nghe đồn cô ta chính là một trong Lục Lâm Tam Kiêu. Ta tin huynh. Nào, nào, uống rượu đi. Nào, uống đi, uống đi, uống đi. Lục Lâm Tam Kiêu này là du phỉ hành động bí ẩn, tâm tư kín kẻ, lại giỏi che giấu tung tích, hơn nữa chỉ có hứng thú với dây mặt. Hai nơi này đều rất xa xôi, hiếm khi có thổ phỉ xuất hiện. Nhưng theo như hồ sơ ghi lại, vụ án có liên quan đến nữ thổ phỉ lại xảy ra đúng ở hai nơi này. Du phỉ thông thường đều sẽ chia tiền tại chỗ, nhưng nếu theo như tác phong làm việc thận trọng này của nữ thổ phỉ, nơi họ dừng chân nhất định sẽ không cách quá xa hiện trường gây án. Vụ án liên quan đến mấy nữ thổ phỉ, các khổ chủ nạn nhân đều nhắc tới một chi tiết, là lúc bọn thổ phỉ gây án đều sẽ đem theo một số lượng ngựa, túi nước và lương khô vừa đủ. Cũng tức là mỗi điểm dừng chân chi tiền của bọn họ, cách hiện trường gây án ít nhất cũng phải một ngày đi đường. Phân tích khá đấy, có tiến bộ. Chỉ cho ta xem, ngươi nghĩ nơi dừng chân này sẽ là ở đâu? Sa Thành. Đúng vậy. Thiên Hạo, đến quanh khu vực Sa Thành trước,
Loan Tinh có đội buôn sắp đi ngang qua, sau đó chúng ta sẽ đích thân đóng giả thành đội buôn, thu hút sự chú ý quanh đó. Chúng ta sẽ dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Ta không tin là mấy tên thổ phỉ đó có thể ngồi yên được. Tuân lệnh. Phải ra tay từ chỗ La Xương Xương trước. Cô ta gặp chuyện, Châu Thị Nhị Thúc chắc chắn sẽ lòng như lửa đốt. Nhà họ La sẽ không được sống yên ổn. Đa tạ đã chiếu cố. Thẩm tiểu thư, tiệm ta mới về một lô bột thơm qua đại quý hiếm. Cô có muốn mua dự trữ không? Bột thơm ta vẫn còn, lúc nào cũng đem theo mình. Thẩm tiểu thư, bột thơm qua đại này được vận chuyển từ Tây Dực đến La Xương Xương, chi phí rất cao. Đúng là quan gia ngõ hẹp, tiệm ta không nhập nữa đâu. Được, vậy ta xem thử. Vâng, mời cô vào trong. Thẩm tiểu thư, cô cứ xem tự nhiên, ta đi lấy cho cô. Xương Xương tiểu thư cũng ở đây à? Thẩm tiểu thư, bột thơm qua đại Tây Dực chỉ còn lại một hộp này thôi. Mùi này thơm quá. Đúng vậy, một con nhỏ quan giả của Tiêu Cục, cả ngày dầm mưa dãi nắng, làm sao xứng với bột thơm quý giá này? Cô nói cái gì? Ta nói sai sao? Chủ quầy, ta lấy hết chỗ bột thơm này, có lại cho ta. Này, ta lấy. Ta trả gấp đôi, gấp ba, gấp năm. Được, cô mua đi. La tiểu thư, ta sẽ gói lại cho La tiểu thư ngay. Cô cố tình bắt ta đốt tiền. Sao có thể nói như vậy được? Vật quý giá này bao nhiêu tiền cũng đáng, sao có thể nói là đốt tiền được? Cô... Tiểu thư, áo bông nam, con khốn này, cái tát lần trước vẫn chưa đủ đau chứ gì, muốn thử lần nữa hả? Sợ rồi à? Tam tiểu thư, nhị lão gia đã dặn rồi, chúng ta làm xong việc thì về luôn. Đứng lại. Làm gì? Trả tiền. Ngươi trả tiền. Ông chủ, thanh toán. Được, mời đi bên này. Nhân tình hình này, La Quý Châu chắc chắn sẽ còn nhập gạo nữa, rồi còn đặt mua áo bông, chắc chắn là đi về phía Bắc. Lương khô chuẩn bị, nơi phù hợp với điều kiện này chỉ có huyện Lăng Lăng của Sa Thành. Đăng Thanh, ca ca đến rồi à? Cảm ơn cô. Sau khi phụ thân uống xâm nhung tư với thuốc, bây giờ đã tỉnh rồi. Vậy thì tốt. Cô vừa xem cái gì vậy? Ta... Cô bảo ta tin cô, thì cô cũng phải tin ta trước. Giờ ta đang là huynh trưởng của cô. Ta muốn đi cướp gà của nhà họ La. Quả nhiên là cô vẫn chưa từ bỏ. Đúng vậy, sau khi men rượu bị hỏng, chắc chắn bọn họ sẽ mua tiếp gạo, ủ lại từ đầu. Ta định cướp gạo của bọn họ, chặn đường tiền tài của bọn họ, khiến bọn họ rơi vào tình cảnh khó khăn. Ta đã có kế hoạch chu toàn rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng dù cô có thông minh đến mấy, cũng không thể đảm bảo kế hoạch sẽ xảy ra bất ngờ. Ta nghe mẫu thần y nói chuyện Đăng Thanh bị trúng độc rồi. Này, ta đã là người nhà của họ Thẩm, ta biết rõ hoàn cảnh của nhà họ Thẩm, tuyệt đối không làm việc gì liên lụy tới nhà họ Thẩm. Không có gì là vẹn toàn. Xin lỗi, ta vẫn không thể lấy an nguy của nhà họ Thẩm ra để mạo hiểm với cô. Ca ca, chỉ khi làm rồi mới biết có thành hay không. Tại sao huynh không thể tin ta một lần? Chỉ một lần này thôi. Nhìn thái độ cô ấy kiên quyết đến như vậy, nếu ta còn một mực ngăn cản, sợ là sẽ ép cô ấy bí quá quá liều. Đành phải nhận lời cô ấy trước, để cô ấy nói ra kế hoạch, còn tiện kiểm soát tình hình. Được, ta nhận lời cô, nhưng chỉ một lần này thôi. Được, nói lời giữ lời. Ca ca, huynh xem, bọn họ đang chuẩn bị áo bông, nên nhiều khả năng sẽ di chuyển về phương Bắc.
Bây giờ chỉ có quyền lăng lăng của Sa Thành. Mà bám theo, phải đến trước khi trời tối. Dân. Đại tiểu thư, bọn họ đến rồi. Chúng ta sắp xếp như nào? Chúng ta cắt đứt đoàn người ở giữa. Một đội đưa xe lương thực đằng trước đi về hướng đông, một đội dẫn xe lương thực phía sau đi về hướng tây. Nhớ là đừng giết người, việc chính là đoạt lương thực. Gặp nhau phía nam thành sau một giờ nữa. Đến khi đó sẽ cải trang, vận chuyển lương thực vào thành theo đợt. Lên. Rõ. Vì lão gia, không hay rồi, có bọn cướp đường. Mà bảo vệ lương thực. Hỏng rồi, có kẻ cướp trước chúng ta. Không phải nói hôm nay có đội buôn giàu có sẽ đi ngang qua chỗ này sao? Sao lại là đội lương thực? Đừng vội manh động, quan sát thêm đã. Đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi, đều giấu kỹ trong đương. Nói với các huynh đệ, diễn là phải diễn tròn vai, không được để lộ bất cứ sơ hở gì. Dân, công tử. Báo cáo tướng quân, đường núi phía trước có bọn cướp lương thực, tên cầm đầu là phụ nữ. Xem ra kế hoạch của chúng ta có hiệu quả rồi. Sợ là không đơn giản như vậy. Ngươi dẫn theo người mà bám theo. Ta đi thăm dò tình hình trước. Đi. Các huynh đệ bám theo. Rõ. Mà cứu lương thực của ta. Nhị lão gia chạy rồi, mọi người mau trốn đi. Mau. Rắn chuột vẫn là rắn chuột, chẳng được cái tích sự gì. Theo kế hoạch, các người rút lui trước đi. Rõ. Nhìn cách ăn mặc này, chắc là Di Mập chúng ta đang đợi rồi. Từ tướng quân, sao lại là người ấy? Phải nghĩ cách đánh lạc hướng người ấy. Nếu không, các tiêu sư không thể rút lui an toàn. Đi. Không đúng, người này tuy cải trang thành thương nhân, nhưng võ công không phải hạng xoàng. Lẽ nào là cái bẫy quan binh bày ra? Người này không thể ở lại lâu. Rút. Đi. Xem ra nữ thủ phỉ này chạy về hướng bắc rồi. Cô ta bị thương không chạy xa được đâu. Hướng bắc là tiêu cục thẩm thị. Thẩm phủ. Đăng Thanh, vào đi. Cô bị thương à?
bị thương ở cánh tay, đáng lẽ đã thành công rồi. Không ngờ Từ tướng quân bỗng nhiên xen vào, ta đi đánh lạc hướng ngày ấy. Tần tiêu sư có lẽ đã chuyển lương thực đến nơi an toàn rồi. Từ tướng quân, Từ thừa phong, hắn có phát hiện ra cô không? Ngày không nhìn ra ta, chắc không đuổi theo đến đây đâu. Thôi vậy, hắn không dễ đối phó đâu. Ta bảo mẫu thần y xem vết thương cho cô trước. Thiếu chủ, có vị thừa trình phong Từ tướng quân ghé thăm, ngài đang đợi ngài ở sảnh trước. Từ tướng quân, Từ tướng quân hạ cố ghé thăm, tại hạ thất lễ không đón tiếp từ xa. Từ Sơn, lâu rồi không gặp. Từ tướng quân, này, tướng với chả quân cái gì? Khách sáo với ta quá đấy. Gọi ta là Trình Phong, trước kia hay ta chỉ là mấy thằng nhóc. Nay ngài đã là đại tướng quân uy danh bốn phương, tại hạ không dám thất lễ. Xa lạ với ta quá, nhưng sau này chúng ta sẽ còn nhiều việc gặp nhau. Lần này ta đến tuần tra sự việc ở Liêu Thành, chắc là chưa đi ngay đâu. Không giấu gì ngươi, Từ Sơn, ta đang đuổi theo một nữ thổ phỉ nên mới đến nhà ngươi. Nữ thổ phỉ? Nhưng nữ thổ phỉ này to gan xảo quyệt, đã thoát thân để nhảy xuống sông bơi đi rồi. Nơi để lên bờ, xung quanh chỉ có trạch viện của nhà ngươi. Ta đang nghi ngờ nữ thổ phỉ này đang trốn trong nhà ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Hay là gọi hết nữ quyến nhà ngươi ra đây, xem quần áo hay đầu tóc của ai có bị ướt không. Nhà ta chỉ có vài nha hoàn nữ quyến, càng không có chuyện chứa chấp thổ phỉ. Từ tướng quân, lẽ nào ngài không tin ta? Từ Sơn, nó đi đâu vậy? Tất nhiên là ta tin ngươi sẽ không cố tình chứa chấp, nhưng ta cũng sợ có người che giấu thân phận trốn trong nhà ngươi mà ngươi lại không hề hay biết. Nói nhiều cũng không ích gì, gọi người ra đây nhìn là biết ngay. Được, ta sẽ làm luôn. Tướng quân, không có ai tóc ướt, cũng không có ai có dốc dáng tương tự. Tướng quân, lần này có thể tin ta rồi chứ? Đi thôi, chúng ta đến Túy Vân Lâu. Từ Sơn, ta nhớ ngươi có một muội muội, chính là nữ tử trong tranh đúng không? Sao không thấy cô ấy đâu? Muội muội bệnh nặng vừa khỏi, lại không biết bơi, tuyệt đối không phải là muội ấy. Tướng quân không cần phải kiểm tra đâu. Nếu tuyệt đối không phải cô ấy thì việc gì phải sợ kiểm tra? Kiểm tra xong rồi ta có thể yên tâm bàn giao. Ngươi cũng có thể chứng minh muội muội mình trong sạch, chẳng phải dẹn cả đôi đường sao? Ngươi nghĩ ta nói thế có đúng không? Gọi một hồi bảo người thêm nước cho ta, sao đều không thấy? Đăng Thanh, muội, sao mọi người đều tập trung ở đây vậy? Vị này là... Tại hạ là Từ Trình Phong. Từ Trình Phong, cái tên này nghe hay đấy. Ta tên Thẩm Đăng Thanh, không được vô lễ. Vị này là Từ Trình Phong, Từ tướng quân. Mỗi ăn mặc như này thì đừng ra ngoài, mau dậy đi. Sao lại không được mặc như này? Để não nhà ta phải mặc cả bộ lễ phục sao? Huống hồ ta đâu có biết có người ngoài ở đây. Tướng quân, tóc của Thẩm tiểu thư vẫn đang rõ nước, tinh mắt lắm. Ta vừa đi tắm gọi người thêm nước mà chẳng ai ngó ngàng, quá ra là ở đây hết. Không nhìn điều sai, sao ngài vẫn nhìn ta chằm chằm vậy? Ừ,
Thẩm tiểu thư, ta uống hết trà rồi, phải phiền cô rót thêm nước cho ta. Nhà ta có rất nhiều nha hoàn, vẫn chưa đủ để hầu hạ tướng quân sao? Để ta. Người đẹp thêm hương, phải nhờ Thẩm tiểu thư giúp đỡ. Thẩm tiểu thư, được không? Được. Làm quan oai gớm. Cánh tay không bị thương, lẽ nào không phải cô ấy? Đan Thanh mời trà tướng quân. Đa tạ.